Sáng nay 16 tháng 6, Quốc hội thông qua nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Theo nghị quyết, một số trại giam được áp dụng thí điểm hợp tác với tổ chức trong nước tổ chức hoạt động hướng hướng dẫn, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Trại giam chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, trực tiếp quản lý, giám sát khu lao động, giáo dục cải tạo và tổ chức hoạt động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân như trong trại giam phạm nhân tham gia hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề trên cơ sở tự nguyện bình đẳng được trả một phần công lao động và thực hiện quyền nghĩa vụ theo quy định của thi hành án hình sự